Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hồ, lại tiếp tục những clip về mẹo thủ tục. Thì trong clip này mình hướng dẫn các bạn cách làm sao chúng ta có thể mua cái vé gửi xe nha các bạn nha, ở Úc đó các bạn. Đấy, thì mình đang ở một cái bãi giữ xe này nha các bạn ha. Bãi giữ xe này của ở Joondalup, Tây Úc nha các bạn nha. Thì nó sẽ có một cái trạm gửi xe như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Cái trạm để gọi là cái bot để mà các bạn có thể mua vé gửi xe nha các bạn nha. Thì làm sao chúng ta có thể mua? Thì các bạn sẽ thấy nó có một số cái phím ở đây nha. Ứng với những cái phím thì các bạn có thể sử dụng để các bạn mua vé. Thì có hai hình thức để các bạn có thể mua vé. Thứ nhất là các bạn thể mua bằng thẻ thẻ ngân hàng thì các bạn dùng ở đây. Hoặc các bạn có thể mua bằng coin, bằng cái đồng xu các bạn. Thì những cái đồng xu nó cũng có ghi đây nè, nó chỉ chấp nhận cái đồng xu là từ 2 đô, 1 đô, 50 cent, 20 cent, 10 cent. Còn những cái đồng khác thì nó không ok nha. Rồi. Thì để mà mua thì thường các bạn sẽ một là các bạn bỏ cái đồng xu vào trong này. Đấy, rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái phím này. Hai là các bạn sẽ chọn ở đây, nếu bạn có thẻ thì các bạn nhấn vào đây. Từ từ các bạn dùng thẻ nha, các bạn nhấn vào đây nè. Đây. Nhấn vào đây nha. Đấy, rồi nhấn vào và cái nút chỗ ở đây ha, cái biểu tượng thẻ ngay đây nè. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái khung giờ mà các bạn muốn gửi xe. Các bạn có thể chọn là nửa giờ một ngày hoặc là theo tuần, weekly theo tuần. Đấy, một tuần thì ví dụ như mình gửi một ngày đi, hoặc là một hai giờ ở đây, thì các bạn chọn cái nào tùy các bạn nhé. Ví dụ như mình chọn một ngày đi, mình nhấn vào đây. Đấy, mình chọn một ngày nha các bạn, một ngày là 11 đô nè các bạn không. Thì nó ghi là cái thời gian mà expires là cái thời gian mà hết hạn của cái thẻ đó. Vé gửi xe này là 12 giờ 29 phút chiều ngày mai 14 tháng 6 các bạn. Đấy. Thì tổng là 11 đô. Thì các bạn đồng ý thì các bạn nhấn accept, nhấn ở đây. Accept thì các bạn nhấn vào đây nè, đây. Đấy, thì nó sẽ báo là các bạn insert cái thẻ của bạn vào đây. Đây là các bạn đưa cái thẻ vào đây thì nó sẽ khi mà các bạn đưa thẻ vào, thẻ các bạn có tiền thì các bạn đưa vào đây, dí vào đây thì nó sẽ trừ tiền vào trong thẻ các bạn, sau đó nó sẽ in cái bill ở đây. Nó nhả cái bill cho đây. Các bạn rút ra. Đấy. Ok chưa? Đấy, rất là dễ. Đấy, còn nếu mà trường hợp các bạn mà sau khi các bạn xong làm thanh toán xong nó sẽ in bill cho các bạn ha. Là ok xong nha. Rồi ví dụ như sẽ xử trường hợp mà các bạn mà mình sẽ hủy nè. Giả sử mà các bạn mà có xu á, đây nó thoát ra nè. Đấy. Giả sử mà các bạn có xu nha, các bạn bỏ xu vào trong này. Đấy, các bạn bỏ xu vào này. Đấy, bỏ xu vào trong này thì nó cũng sẽ đồng ý cho các bạn nha. Rồi thì nó đơn giản vậy thôi. Đấy, nếu mà các bạn thấy clip mình hay hữu ích thì hãy like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn. Và nhấn chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.